Robo và Robi. Xin chào các bạn. Robo đang sơn lại bức tường của xưởng. Robo đứng trên cái thang cao, cho nên là không thể nào sơn được ở dưới thấp. Còn đây là Robi. Robi cũng đang sơn tường, nhưng Robi sơn chỉ được ở thấp thôi, không có sơn được lên cao, bởi vì Robi chỉ đứng được dưới thấp, không có lên cao được. Vậy làm sao mà để hai bạn này vừa có thể sơn được trên cao mà có thể sơn được dưới thấp đây? Có cách nào không? Và đây là sáng kiến của Robo. Robo nảy ra một sáng kiến. Bạn ấy lấy một cái tấm ván dài và một chiếc thùng phi. Cả hai cùng lăn chiếc thùng phi dưới cái tấm ván cho đến khi tấm ván cân bằng hai đầu, hai bên bằng nhau. Đây, tấm ván cân bằng rồi. Cái thùng phi phải ở chính giữa thì tấm ván nó mới cân bằng được. Bạn Robo gọi nó là đòn bẩy. À, đây là một cái đòn bẩy. Như vậy thì đòn bẩy là gồm có một cái tấm ván nè, với một cái thùng phi, cái thùng ở giữa. À, rồi sao nữa ta? Rồi làm sao mà có thể một bạn sơn ở trên, một bạn vừa sơn ở trên vừa sơn dưới thấp được hen? À, và đây là cách của Robo. Bạn Robo sơn ở trên. Khi mà bạn Ruby đứng bên một đầu của đòn bẩy và để cái thùng sơn ở ngay chỗ bạn Ruby nè, bên bạn Ruby nặng hơn, thì Robo sẽ được nâng lên. Và khi mà bên đầu, bên chỗ của bạn Robo nặng hơn, thì đầu bạn Ruby sẽ được nâng lên cao. Và người ta gọi cái công cụ mà giúp hai bạn có thể lên cao và xuống thấp như thế này gọi là cái đòn bẩy. À, mình nhìn giống như hình cái bập bên vậy hen. Mình chơi bập bên á, nó cũng một bạn đẩy lên thì một bạn ở đầu kia sẽ đi xuống, và một bạn mấy bạn nhìn cái bập bên là mấy bạn biết chứ gì hen. Nghe chơi bập bên giống như hai bạn này nè. Rồi bạn Robo đã sáng tạo ra được một cái đòn bẩy để có thể vừa sơn lên cao vừa sơn dưới thấp được. Bây giờ mình sẽ tìm hiểu về cái đòn bẩy nhé. Đây là hình của một cái đòn bẩy. À, cái đòn bẩy thì nó gồm có thứ nhất là một cái thanh ngang nè, là cánh tay đòn và một cái điểm tựa ở giữa. À, xong rồi sẽ có một vật nặng và một cái lực. Lực là lúc mà mình đứng hoặc là mình kéo cái phía bên này xuống thì phía bên này sẽ được nâng lên. Còn khi mà mình buông cái lực này ra thì cái vật nặng này sẽ làm cho cái cánh đòn này thì xuống đây. Như vậy cái vật nặng là cái vật mà nó có thể kéo đầu của cánh tay đòn xuống. Còn lực là mình có thể đẩy lên hoặc là mình kéo xuống để cho cái phần đầu bên vật nặng này nó được nâng lên hoặc là hạ xuống. Đây, bập bên cũng là một cái đòn bẩy. Và đòn bẩy thì có 3 loại. Loại thứ nhất là cái điểm tựa nó ở giữa nè. Và có một loại thứ hai. Đây, loại thứ hai thì điểm tựa ở một đầu. Rồi tới giống như hình này nè ha. Đây, có một điểm tựa ở đây. Rồi một vật nặng ở đây. Và cái lực ở đầu còn lại. Giống như là cái xe cút kích mình đẩy. Còn loại đòn bẩy thứ ba là điểm tựa cũng ở một đầu. Nhưng mà lực thì ở giữa và vật nặng thì ở đầu còn lại. Ví dụ như cái cần câu, điểm tựa là ở đâu ha? Điểm tựa là ở đầu cần câu nè. Bạn này cầm cái đầu đầu cần câu tựa vào mình là điểm tựa. Còn cái lực
cái lực là cái ngay ngay chỗ cái đầu cần câu để mình kéo kéo cái sợi dây lên, thì cái vật nặng là con cá nó sẽ dính vào cái móc câu nè, giống như chiếc giày là chiếc giày dính vào móc câu nè ha, thì chiếc giày này là vật nặng nè, rồi cái đầu cần câu này là một cái lực kéo lên và nhờ cái điểm tựa của cái cần câu mà mình có thể nâng được cái dài lên, nếu mà không có điểm tựa thì không có kéo lên được đâu. Và bây giờ mình trở lại với bạn Robo và Ruby. Bây giờ Robo và Ruby muốn dùng đòn bẩy để nâng cái thùng nặng này lên trên kệ thì làm cách nào? Đây, Robo mới di chuyển cái cánh tay đòn kéo ra dài hơn nữa, kéo dài hơn nữa thì cái điểm tựa này nó sẽ tiến gần tới cái chỗ của cái vật nặng là cái thùng ha. Rồi, sao mà mình nâng được cái đầu thùng này lên thì mình dùng một cái lực mình kéo cái đầu của điểm của cái thanh đòn này xuống, thì có phải là cái thùng nó nhổng lên không? Đây, thấy không, hai bạn dùng lực kéo cái thanh đòn xuống và cái thùng được nâng lên, nâng cao hơn. Thì mình nhìn hình cái cần cẩu này, cần cẩu nó cũng là một loại đòn bẩy. Cái cần cẩu này nó có điểm tựa nè, đây là điểm tựa, đây là đối trọng là cái lực á, cái lực mình muốn khoảng bao nhiêu ha. Còn đây là cánh tay đòn và đây là vật nặng. Và xe cút kít cũng là một loại đòn đòn bẩy, vật nặng mình để ở giữa nè, điểm tựa là cái bánh xe, và mình dùng lực mình đẩy nó đi, dùng lực mình nâng lên mình đẩy đi cho dễ, bánh xe tròn thì càng dễ đẩy ha. Nhờ vào đòn bẩy người ta chế tạo ra rất là nhiều cái vật dụng rất là tiện nghi nè, như là cái kẹp hạt dẻ nè cũng là một cái đòn bẩy luôn. Hạt dẻ là một vật nằm ở giữa, còn điểm tựa ở cuối, trong khi lực được tạo ra khi mình kẹp hai tay cầm lại với nhau, tức là cái tay mình kẹp lại nó là cái lực, còn hạt dẻ là vật nặng và điểm tựa là cái đây nè, cái phần này là điểm tựa nè, cái cuối của cái kẹp á. Rồi tay cầm của đồ khui cũng hoạt động như là một đòn bẩy. Búa nhổ đinh cũng là đòn bẩy luôn. Cái búa nhổ đinh ha, cái đỉnh của cái búa là điểm tựa, còn vật cần nhổ là cây đinh. Vật cần nhổ cây đinh được kẹp chặt vào đầu móc móc dẹp của búa nè, đây cây đinh kẹp chặt ở đây. Rồi mình dùng lực nè, mình ấn cái cán búa xuống nè, ấn cán búa xuống, mình bẩy cái đinh lên. Bây giờ mình học một số từ tiếng Anh. Lever, lever là cái đòn bẩy. Đây là đòn bẩy đơn giản thôi. Lever, cái đòn bẩy thì nó gồm có một cái fulcrum, điểm tựa, một cái điểm tựa fulcrum, và có một cái vật nặng này, vật nặng load. Rồi có một cái lực đọc là effort. Cái thanh đòn ở đây là dùng cái beam, thanh đòn beam. Đây mình nhìn cái hình này đơn giản hơn. Lever, đòn bẩy. Fulcrum, điểm tựa. Load, vật nặng. Effort là cái lực á. Beam, thanh đòn. Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu xong về
đòn bẩy. Bài học và hình ảnh được trích trong sách Nào cùng đòn, nào cùng bẩy. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.